Dạ vâng ạ, xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em Uy siêu thị hàng bãi B52 các bác nhé. Vâng thì lời đầu tiên em cũng không có gì hơn ngoài em hỏi thăm tới toàn thể các bác thật nhiều sức khỏe, các bác nhé, các bác thật nhiều sức khỏe là em vui rồi. Vâng thì hôm nay em cũng báo cáo với các bác rằng em review cho các bác một lô đẩy TD7 và TD5. Nó là con đẩy này nó là chạy mạch Class TD luôn các bác nhé. Và em về từ đầu năm, bây giờ em về rất chi là nhiều các bạn. Từ đầu năm giờ em về em bán 3 lô đẩy TD7 và TD5 này rồi. Là cái con đẩy này thì em nói thật các bác là nó chạy cái mạch Class TD thì nó là ra cho ra tiếng của mình rất cực kỳ sáng sạch hay các bác nhá. Thì đối với con đẩy TD7 này thì em đang bán là 4 triệu 300 nghìn đồng cho một con TD7, và TD5 thì em đang bán là 3 triệu 500 nghìn một đồng cho một con TD5 anh em nhá. Và thì em cũng là người thật việc thật, em cũng không chưa có vệ sinh luôn, em tháo ra và em review cho các bác là em chưa thổi bụi đây các bác nhá, vẫn chưa thổi bụi, vẫn còn nguyên bụi bẩn này đây anh em nhá. Và thì con như quạt này thì em bắt đầu là các bác đặt hàng em thì em đã bắt đầu là em tháo ra, bắt đầu là em thổi bụi các bác nhá, em thổi bụi, em hút bụi và đồng thời em bảo dưỡng quạt anh em nhá. Cái đẩy về thường thường xuyên em phải bảo dưỡng quạt hết cho anh em. Nên em bảo dưỡng quạt là sao? Là cái em sẽ nhỏ dầu vào quạt các bác nhá, vào quạt để cho trơn tru, chạy cho êm ru anh em nhá. Và con đẩy này nó là chạy là mạch Class TD. Thì mạch Class TD bây giờ trên thị trường bây giờ thì em nói các bác tất cả các dòng đẩy thì đẩy mạch Class TD này thì nó là sáng sáng tiếng và sạch bền tiếng cho các bác nhé. Ai thì nói các bác bền và sáng tiếng các bác nhé, và bền. Thì tại sao mà em nhập cái TD7 này từ đầu năm bây giờ em nhập rất chi là nhiều, lý do làm sao các bác? Thì tại vì không thể, có như là thương lái không thể bắt em ép em được lấy được các bác, thì không không thể bắt em lấy được, nhưng mà em cảm nhận được là em bán hàng rất chi nhiều, em có kinh nghiệm rồi. Thì cái dòng TD7 này thì em nói các bác này là cái giá thành nó là phù hợp, với lại cái chất âm là vượt vượt quá mà so với cái tầm tiền mình bỏ ra anh em nhá. Thì nó TD7 đây là các bác nhìn này, cực kỳ đẹp, nó là CB Aquatic anh em nhá, CB Aquatic đó. TD7 thì nó chạy mạch Class TD luôn và là 700W cho một kênh anh em nhá, 700W cho một kênh. Thì con đẩy này thì anh em chơi được hai đôi full 30 thì là ok các bác nhá, chơi hai đôi full 30 bục màng cho em, quánh rách màng cho em luôn, hai đôi full 30. Và con đẩy TD5 này thì anh em chơi hai đôi full 25 hoặc anh em chơi một đôi full 30 cho em, thì con đẩy rất chi là giá rất chi là bình dân, là con đẩy là xịn đấy các bác nhá. Con đẩy TD5 này thì là nó chơi cho anh em hai đôi full 25 đó. Những anh em nào mà đang như đang chơi âm ly mà phòng nhỏ mà chỉ cần nhu cầu chỉ cần đánh một đôi thì anh em lên dùng con TD5 này, đánh cho anh em một đôi full 30 ok căng đét này, đẹp luôn là các bác nhá, là dư công suất là con đẩy TD5 này đó. Và con TD7 thì con TD7 thì nó là 700W một cân đấy, nó là CB Aquatic đó, là TD7 đây. Đây, đây là TD5 các bác nhá, là 3 triệu rưỡi. Và con TD7 đây, TD7 đây thì em đang bán là 4 triệu 300 nghìn đồng, 4 triệu 300 nghìn đồng các bác nhá. Và điều đặc biệt nhất là con TD này thì nó đánh xuống được cả hai ôm anh em nhìn này, đó anh em nhìn đây này, 8 ôm này, đánh 8 chế độ đánh 8 ôm này, 4 ôm này anh em ạ. Và chế độ đặc biệt nhất nó đánh xuống tới chế độ hai ôm cho anh em, hai ôm các bác nhá, thì hai ôm nhưng công suất rất chi là khủng khiếp rồi đấy, đánh chế hai chế độ hai ôm này các bác nhá. Và đây nó là tín hiệu đầu vào anh em ạ, tất cả chức năng, tất cả các chức năng, các chức năng chơi của nó đây các bác nhá, đây là tín hiệu đầu vào này. Và đồng thời nữa là đây là đánh bờ rai xít te anh em này, bờ rai và xít te đây anh em nhá. Và đây là tiếp mắt anh em nhá, đây là tiếp mắt đó các bác nhá, đây là tiếp đất à, xin lỗi, tiếp mắt đó. Và thì cái dòng TD7 là em đang bán là 4 triệu 300 nghìn đồng và TD5 là 3 triệu 500 nghìn đồng các bác nhá, đẹp mỹ mãn cho các tất cả, bảo hành cho anh em 3 tháng lỗi một đổi một các bác nhá. Và điều đặc biệt nhất hôm nay là em có một cái con vang này, điều đặc biệt nhất hôm nay em có một con vang này, anh em gọi điện cho em, đang gọi điện cho em rất chi là nhiều. Con vang này thì đây em cũng review luôn, tại vì có một con vang thì em cũng không làm video lẻ. Thì đây này các anh em này, con vang này là con vang K2000 mới tinh đập hộp anh em nhá. Thì em cũng không thể trách được bác khách này, em nói thật các bác, em không thể trách được bác khách này. Thì em được gửi đi bưu điện, là bưu điện nó đã quăng quật, đã bị móp đây anh em này, đã bị móp, mới lắn lên này, mới lắn lên này, nó bị móp anh em nhá, nó bị móp đây này. Đó, nó bị móp và thủng cả cái hộp đây này anh em này. Đấy, thủng cả hộp, nó quăng quật kiểu gì thủng cả hộp. Thì em cũng không thể trách được bác khách này. Thì bác cứ nhận hàng của em xong là bác bỏ ra, bác bảo chú ơi, nó quăng nó bị móp rồi, cho tôi gửi tôi đổi con khác. Thì đương nhiên rằng bác ấy bỏ tiền ra tới 8 triệu 500 nghìn đồng bác mua con vang K2000 này. Đó, 8 triệu 500 nghìn đồng cho một con vang K2000 này. Thì đương nhiên rằng bị móp như bác không đồng ý, là em không thể trách được bác ấy. Bác ấy gửi về cho em gửi cho bác con khác. Và thì em cũng giới thiệu cho bác ấy con vang này, cái chức năng của con vang này. Con vang này là DE, các bác nhận DE Aquatic K2000. Con vang này nó bảo hành tới 2 năm.
và tất cả các đơn vị ở trên thị trường bây giờ đang bán, như kể cả như đơn vị của anh Quang Ngọc. Đấy, đơn vị của anh Quang Ngọc là anh ấy là chuyên bán hàng mới, những bộ đàm nghe nhạc có bộ đàm tới 100 triệu đến 200 triệu. Đấy, anh vẫn sử dụng con vang K2000, anh em cứ để ý xem, anh cứ vẫn sử dụng con vang K2000 này đó. Thì con vang này nó bị lỗi lầm như vậy thì em ngậm đắng nuốt cay, tình ái qua tay luôn, em thanh lý cho các bác 6.500.000 đồng anh em nhé. 6.500.000 đồng nó bị móp vừa đấy, em nó mới tháo ra em đập nó lên tí rồi, nó bị móp đây nguyên khúc này đấy. Thì em thanh lý cho các bác, ngậm đắng nuốt cay, thanh lý cho anh em 6.500.000 đồng cho anh em về vẫn sử cho anh em cài cho anh em đầy đủ, anh em về anh em vẫn được bảo hành 2 năm, lỗi vẫn 1 đổi 1 anh em nhé, lỗi 1 đổi 1 các bác em vẫn được bảo hành 2 năm. Đó là quy cách bán hàng của bên em, vẫn bảo hành chính hãng cho các bác, vẫn bảo hành em kích hoạt, vẫn bảo hành chính hãng cho anh em 2 năm anh em nhé. Đó nó bị lỗi lầm như vậy thôi, đấy là con vang K2000 các bác nhé. Và còn đẩy đây thì em cũng giới thiệu qua lại cho các bác, cực kỳ đẹp đẽ cho anh em, là cực kỳ đẹp mứt rượt hết cho các bác, là 4.300.000 đồng một đôi, một con đẩy cho đánh cho anh em 2 đôi full 30 anh em TD7 đánh cho anh 2 đôi full 30, cái mã của nó là CB Alcotech. Đó, các bác nhìn thấy quá xịn sò cho các bác kìa. Đó, và chiếc áp này của nó là cũng dùng sử dụng chiếc áp bi luôn anh em nhé, chiếc áp bi đó các bác, quá đẹp luôn cho các bác nha. Chạy mạch Class TD anh em nhé, chạy mạch Class TD, mạch sẽ cực sáng bụi này anh em này, lau đi là sáng quắc luôn đây anh em nhìn này, lau đi phát là sáng quắc luôn đó. Này em sẽ xử lý bụi hết cho các bác và em bảo dưỡng quạt cho anh em, là em gửi đi cho anh em các bác nhé. Vâng thì cuối video rồi thì em không còn gì nữa, và em chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì xin vui lòng đăng ký kênh để theo dõi diễn biến cửa hàng của bên em các bác nhé. Và thì em cảm ơn tất cả các bác đã đồng hành với em như bao nhiêu năm nay các bác nhé. Vâng rồi, em chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau và những clip sau ạ các bác nhé.